Thưa quý vị, từ năm 2018 đến nay, anh Lê Minh Hiếu ở ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đã thành công với mô hình nuôi rùa lính đen làm thức ăn chăn nuôi. Mô hình không chỉ giúp anh giảm chi phí mua thức ăn chăn nuôi mà còn bổ sung nguồn đạm cao, giúp vật nuôi nhanh lớn. Cách đây 3 năm, nhân chuyến tham quan tại tỉnh An Giang, anh Lê Minh Hiếu, ngụ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa biết đến mô hình nuôi rùa lính đen làm thức ăn chăn nuôi. Qua phân tích thành phần dinh dưỡng, ấu trùng rùa lính đen trước giai đoạn hóa nhộng có tỷ lệ 43-51% protein, 15-18% chất béo, 2,8-6,2% canxi, 1-1,2% phospho, đủ chất dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi cho heo, gà, vịt. Đồng thời là thức ăn sống tốt nhất để nuôi vịt, gà, cá, tôm, cua. Ấu trùng ruồi cũng có thể cô đặc, sấy khô, phối trộn với các chất dinh dưỡng khác làm thức ăn thay thế hoàn toàn bột cá trong sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản. Tuy nhiên, đó đều là những mô hình nuôi khô với bã đậu, rác thải và phân bò, gây ô nhiễm môi trường và hiệu quả không cao. Thấy được những điểm này, anh Hiếu đã mày mò nghiên cứu về đặc tính, môi trường sinh sống của ấu trùng, ruồi lính đen và bắt đầu nuôi thử nghiệm theo phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học kết hợp với mật mía và nước sạch. Sau đó, anh Hiếu cho ấu trùng rùa lính đen mới nở vào môi trường này sinh sống. Do nuôi bằng chế phẩm sinh học nên không gây ô nhiễm môi trường. Nói chung bắt đầu từ trứng, thì xong chúng ta sẽ nuôi trong vòng ấp trứng 3 ngày, nó sẽ nở. Thì trong 3 ngày đó chúng ta đưa vào vi sinh, nuôi thêm 7-8 ngày nữa là chúng ta có thương phẩm. Và khi chúng ta thành thương phẩm, chúng ta chuyển sang một cái công đoạn là chế phẩm, làm thủy phân rùa lính đen và kết hợp thủy phân cá là 4 nguyên liệu chính mà trang trại rùa lính đen Bà Rịa để ứng dụng vào vật nuôi. Trại nuôi rùa lính đen của anh Hiếu có diện tích khoảng 200 m². Mỗi lần nuôi khoảng 100 gram trứng rùi sẽ cho ra 300 kg ấu trùng thương phẩm trong thời gian 12 ngày. Với lượng ấu trùng này, anh Hiếu thay thế hoàn toàn thức ăn công nghiệp cho đàn vịt 1.400 con, 400 con gà và hàng trăm con cá các loại tại trang trại của gia đình, với chi phí rẻ hơn 2 lần so với chi phí thức ăn công nghiệp hiện nay. Với cách nuôi này, tỷ lệ rủi ro do dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đáng kể, giúp anh Hiếu không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn nâng cao chất lượng đàn vật nuôi. Thì sau cái quá trình để chăn nuôi, thì tất cả những con vật nuôi tốc độ lớn tăng trưởng rất là nhanh, không bao giờ thua kém công nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa là cái chất lượng thịt quá là tuyệt vời, rút ngắn thời gian cho người nông dân, thì từ đó thì bà con nông dân có cơ hội chở mình. Nó là cái mô hình nuôi rùa lính đen lấy ấu trùng cho chăn nuôi, thì đây là mô hình mới, hầu như là mới ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì theo tôi đánh giá thì mô hình này phải nói là hết sức hiệu quả, nó giảm đi chi phí thức ăn chăn nuôi cho người nông dân, từ đó cái thu nhập người nông dân sẽ cao hơn, chỉ tới đầu vào thấp xuống và cái sức cạnh tranh của cái nông sản thị trường nó cao hơn. Rùa lính đen được tổ chức Nông lương Liên hợp quốc công nhận là giống côn trùng được ưu tiên xử lý rác thải và sử dụng hàm lượng protein thay thế thức ăn cho một số vật nuôi, nên việc sử dụng ấu trùng làm thức ăn trong chăn nuôi đang phổ biến trên thế giới. Với hiệu quả kinh tế của mô hình của anh Hiếu mang lại cho thấy, đây là mô hình hiệu quả cần nhân rộng, giúp người chăn nuôi giảm được giá thành sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập.